Xin chào toàn thể khán giả của VTV, tôi là Slim V đến từ Space Speaker và tôi là giám đốc âm nhạc của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Những cái người ở cái độ tuổi đấy là họ sẽ, em nghĩ là khi mà xem họ sẽ thấy trạng ở sân khấu, thì em nghĩ cái câu chuyện nó là một phần, nhưng mà cái giọng hát của mọi người ấy là cái mạnh mẽ nhất mà để kết nối với khán giả. Khi mà mình làm việc với các anh nó khác với cả mình, cái cách mà mình sẽ làm việc với cả các bạn trẻ, bởi vì mọi người đã là nghệ sĩ và mọi người sẽ có cái tôi lớn và góc nhìn riêng, cái kinh nghiệm riêng của mình, và mọi người hiểu cái khán giả của mình, cho nên là mình phải ngồi mình lắng nghe và sau đó là cả hai cùng đưa ra một cái phương án ngôn ngữ âm nhạc làm sao để nó phù hợp với cả tất cả mọi người, các từng người. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là một chương trình mà nhiều thế hệ có thể ngồi xem cùng với nhau. Mình cũng cân đo đong đếm làm sao để nó vừa có phần hòa hợp với nhau mà nó lại vừa dễ nghe với cả những bạn trẻ, mà vẫn có thể khán giả lớn tuổi lớn hơn cũng sẽ cảm thấy hứng thú bất kỳ một tác phẩm nghệ thuật nào muốn động lại sâu ở trong lòng khán giả và để mọi người ghi nhớ. Thì mình nên có một cái sự kết nối với khán giả về cái tính ý nghĩa. Cấp 12 là đúng rồi. Không, không bất ngờ thì đã. Chúc mừng thành. Có lẽ là rất là khó để có thể tìm được một cái tập thể như thế này, có thể đoàn kết, có thể yêu thương nhau đến như thế. Các anh em là hỏi nhau từng ngày và động viên nhau, xem là chỉ cần có một người buồn thôi là mọi người sẽ vào hỏi, luôn luôn là gửi đến nhau những lời chúc. Còn về chuyên môn thì đây là cơ hội rất là lớn để Slim cũng như tất cả các bạn trẻ có cơ hội được học hỏi từ các đàn anh về kinh nghiệm, về những cái sự thấu hiểu khán giả mà chỉ có những cái thế hệ đi trước mà có thể biết được.